Hẹn xin chào tất cả các cha mẹ và xin chào tất cả các con yêu trở lại với kênh YouTube Nguyễn Thị Hẹ hôm nay. Và video lần này thì mình Hẹ sẽ chia sẻ cho các ba mẹ về chỉ số tương tác 1 và chỉ số tương tác 2 trong số học ứng dụng Pythagore. Nếu như các ba mẹ chưa biết cách tính chỉ số tương tác của mình là thế nào thì các ba mẹ thân mến, đừng lo, mẹ Hẹ đã hướng dẫn cho các ba mẹ bằng cách là click vào cái phần mô tả hoặc xem thêm ở dưới video này. Mẹ Hẹ đã gắn sẵn cho chúng ta cái cách tính về chỉ số tương tác và chúng ta sẽ biết được là những cái con số ngoại lệ và phong cách của chúng ta nó được chính xác hơn thì chúng ta phải xem cái video đó, bắt buộc phải xem. Có những cái trường hợp ngoại lệ chúng ta tính nó không theo công thức chung thì chúng ta phải biết là cái tên của chúng ta nó sẽ tác động thế nào, nó là nguyên âm, nó là phụ âm, hay là nó sẽ được ghi vào trong cái chỉ số tương tác hay không, hay nó được loại bỏ trong cái chỉ số tương tác của mình. Và các ba mẹ thân mến, chúng ta sẽ hiểu được tầm quan trọng của chỉ số tương tác tác động đến cuộc sống và mối quan hệ của chúng ta ra làm sao đấy thông qua cái video đó. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với chỉ số tương tác số 1 các ba mẹ nha. Với người có chỉ số tương tác 1 thì có 6 cái điều rất nổi trội mà mẹ Hẹ muốn chia sẻ cho các ba mẹ đây ạ. Đây chính là 6 đặc điểm cực kỳ đặc biệt của người có tương tác số 1. Mẹ Hẹ xin chúc mừng nếu như ba mẹ nào đang có phong cách tương tác này thì đây là phong cách giao tiếp của chúng ta này. Một, chúng ta là những người rất mạnh mẽ và bản lĩnh. Thứ hai, chúng ta sẽ thể hiện chính kiến một cách rất rõ ràng và hành động một cách rất là dứt khoát. Thứ ba, chúng ta sẽ cực kỳ quyết đoán trong cuộc sống, tự chủ với mọi vấn đề. Thứ tư, sẵn sàng tiên phong và đi đầu và dám chịu trách nhiệm. Thứ năm là chúng ta dám đối đầu với khó khăn và tìm ra giải pháp. Thứ sáu là chúng ta sẽ chú trọng đến mục tiêu của chúng ta đấy. Và chúng ta nhìn ở trên cái chỉ số tương tác này thì chúng ta thấy rằng là đây toàn là những tố chất của những nhà lãnh đạo mà thôi. Vậy nên những ba mẹ nào mà đang có cái con số tương tác 1 thì mẹ Hẹ xin chúc mừng, bởi vì các ba mẹ hay là con của chúng ta đang có tố chất của những nhà lãnh đạo đấy. Và họ là những người rất là quyết đoán mạnh mẽ như vậy ạ. Thế nên là khi họ giao tiếp với người khác thì thường là họ sẽ thể hiện cái phong cách rất là mạnh mẽ và bản lĩnh của chính mình. Và họ cũng không ngần ngại đối đầu đối kháng trước mọi tình huống đâu. Nhưng mà có một cái điểm như thế này ạ. Vậy thì bây giờ này, với những người có phong cách tương tác 1, đó là cái điểm nổi bật của họ là như vậy. Điều đó rất là tốt thôi. Bởi vì khi mà chúng ta giao tiếp á, thì cũng có rất là nhiều người ở trong cuộc sống này họ cứ do dự, họ không dám quyết đoán là mạnh mẽ. Nhưng mà với người có chỉ số tương tác 1 thì họ dám quyết, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đối đầu với những khó khăn. Điều đó vô cùng tuyệt vời đúng không? Vốn dĩ họ là những người sinh ra để trở thành những nhà lãnh đạo. Thế nên là cái phong cách tương tác của họ là như vậy. Nên là các ba mẹ thân mến, hiểu và thương, khi chúng ta biết được con của chúng ta, những người thân của chúng ta có những cái tố chất này thì chúng ta hãy đón nhận họ tận cùng với yêu thương là đón nhận ạ, các ba mẹ thân mến. Và nếu như ở trong gia đình của chúng ta có con có chỉ số tương tác 1, vậy thì khi giao tiếp chúng ta cần phải giao tiếp thế nào để tương hợp được với em bé có tương tác 1 này? Đây là một vấn đề rất là khó khăn các ba mẹ nhé. Nếu như chúng ta không biết cách tương tác thì chúng ta sẽ làm cho những đứa trẻ này cảm giác rất là khó chịu đấy. Vốn dĩ em bé số 1 là rất cần sự độc lập, tự chủ, rất là quyết đoán. Các con không thích sự áp đặt. Thì nếu như các ba mẹ mà lại có em bé số 1 và chúng ta tương tác theo kiểu áp đặt, bắt các con làm theo ý của mình, luôn khống chế các con, luôn chê bai các con ạ, nói xấu với con trước mặt người khác, so sánh con với những em bé khác, thì nói thật với các ba mẹ rằng những em bé con số 1 sẽ phản ứng lại một cách cực kỳ gay gắt. Thậm chí các con sẽ rất là bực bội, tù túng và đôi khi là sẽ áp đảo lại chúng ta, thậm chí không nghe lời chúng ta nữa đó. Bởi vì các con sinh ra với vai trò là một nhà lãnh đạo, thế nên là các con sẽ có phong cách tương tác theo kiểu mạnh mẽ và quyết đoán. Vậy thì để tương hợp đối với bạn này á, thì chúng ta đừng bao giờ áp đặt các con ạ. Chúng ta nên đưa cho các con những câu hỏi của sự lựa chọn, chẳng hạn như thế này. Thay vì chúng ta áp đặt là 30 phút nữa là phải tắt tivi nha, thì chúng ta sẽ hỏi con này, thế thì theo con á, là 10 phút nữa con sẽ tắt tivi hay là 30 phút nữa con sẽ tắt tivi nào? Cái ngôn ngữ đó sẽ rất hợp với những em bé có chỉ số tương tác 1. Hay nếu mà chúng ta muốn cho con của chúng ta được đồng hành với chúng ta, chẳng hạn có những em bé lớn thì nó son những cái môi son khi chúng đi học, thì thường thì bố mẹ cứ bảo là mẹ không thích con son môi như thế này nha, hoặc là đi học mà tại sao lại son môi như thế này, xóa ngay cái môi son này cho mẹ. Các ba mẹ thân mến, chúng ta không làm bạn được với con, chúng ta không hiểu cái phong cách tương tác của con, mà chúng ta giao tiếp với em bé số 1 như thế thì chắc chắn sẽ làm cho các em bé nó sẽ thịnh nộ cái cơn thủy triều lên, nó sẽ làm ngược đi với chúng ta, nó sẽ bực bội khó chịu và nó không hợp tác. Vậy thì chúng ta cần phải làm cái động tác gọi là bánh mì kẹp thịt như sau ạ. Ồ, mẹ thấy là con son cái màu môi này rất là hợp với con á,
mà sao con cũng khéo ha, sao con có khả năng chọn được cái màu son môi hợp với màu da như vậy, mẹ thấy rất là xinh xắn và đáng yêu. Thế con mua son môi ở đâu, con chỉ cho mẹ cái được không nào? Tuy nhiên thì mẹ nghĩ là thì các ba mẹ biết này, cái bước một là chúng ta phải đồng hành, đồng điệu và đồng quan điểm với trẻ trước. Cái bước thứ hai là nhưng mà đó, thì ở phần cái lõi giống như bánh mì kẹp thịt thì nó có ba phần đúng không ạ? Bánh mì này, thịt ở giữa này, bánh mì này. Thì cái, bây giờ chúng ta sẽ nói là nhưng mà mẹ nghĩ mình đi học mà mình son môi như thế này thì nó không hợp lắm đó. Mẹ nghĩ là con nên thì chuyển sang cái lớp thứ ba, không nên son môi khi đi học thì nên là như thế thôi. Nhưng nếu cái trường hợp em bé này của chúng ta nó vẫn có cái nhu cầu là son môi, thì chúng ta thực sự với các ba mẹ là trong cái thời buổi hiện nay thì các em bé đến trường chúng ta cũng có những cái sự gọi là xí xọn riêng của bé, các con cũng muốn làm điệu đà vậy, các con cũng muốn đẹp vậy, cũng y chang như chúng ta thôi. Đấy là cái tuổi dậy thì các con, và nhất là những em bé vào độ tuổi từ 13 tuổi trở lên, các con sẽ rất có chính kiến. Thế nên chúng ta phải dùng cái ngôn ngữ là bánh mì kẹp thịt nha. Thứ nhất là đồng ý, đồng điệu với cái vấn đề của bé. Thứ hai là dùng ngôn ngữ chuyển. Thứ ba là đưa ra những cái định hướng của chúng ta. Thì lúc này đứa trẻ nó sẽ cảm giác thấy phù hợp hơn. Và với em bé có con số 1 này thì mẹ hệ vẫn phải chia sẻ lại là các ba mẹ tuyệt đối không được áp đặt các con. Nếu mà chúng ta giao tiếp theo kiểu áp đặt là không bao giờ được với em bé này. Chúng ta hãy giao tiếp thứ nhất là theo kiểu lựa chọn, thứ hai là theo phương pháp bánh mì kẹp thịt, thì sẽ làm cho em bé của chúng ta trở nên dễ dàng và tốt hơn. Hay nếu chúng ta có sếp của chúng ta có chỉ số tương tác 1 thì các ba mẹ thân mến ạ, chúng ta cũng hãy lắng nghe sếp nhiều hơn, hãy đồng tình với quan điểm, hãy khen ngợi sếp mình nhiều hơn. Bởi vì những người có con số 1 họ rất thích sự ghi nhận và khen ngợi. Thế nên chúng ta đừng có nghĩ là vậy thì sếp của chúng ta là con số 1 như thế mà chúng ta không biết, thế là chúng ta cũng giao tiếp theo kiểu là rất là cứng, thì chắc chắn là hai viên đá mà chọi nhau thế này thì dẫn tới là chúng ta sẽ bị gãy về mặt năng lượng đấy các ba mẹ. Và bây giờ mẹ hẹn sẽ hướng dẫn cho các ba mẹ biết là với sóng rung động của con số 2 ở chỉ số tương tác thì nó nói lên điều gì nhé. Người mà có phong cách tương tác 2 thì đây chính là phong cách giao tiếp của chúng ta này. Thứ nhất, họ là những sứ giả của hòa bình đấy, luôn luôn hướng đến sự hòa hợp và hợp tác. Vốn dĩ người con số 2 giống như là một dòng suối rất là êm đềm, giống như một dòng sông nhẹ nhàng đấy các ba mẹ. Thế nên là họ được mệnh danh đó là sứ giả của hòa bình. Họ luôn mang lại sự bình an và thoải mái cho mọi người khi giao tiếp. Họ cũng rất là thân thiện, linh hoạt và hòa đồng với tập thể. Trong họ luôn toát lên một cái sự mộc mạc, toát lên cả ở bên trong lẫn bên ngoài nữa, sự giản dị và mộc mạc này đấy. Cái thứ năm nữa đó là họ là một con người rất là chân thành, rất là có khả năng lắng nghe và thấu hiểu và đồng cảm. Và thứ sáu đó là họ cực kỳ linh hoạt trong giao tiếp, khéo léo trong thuyết phục. Các ba mẹ thân mến, như vậy chúng ta nhìn thấy con số 2 này, chúng ta thấy họ khác hoàn toàn và ngược hoàn toàn với con số 1 đúng không? Nếu con số 1 là một sự quyết đoán mạnh mẽ thì ở con số 2 này toàn là hòa bình, là bình an, là sự thân thiện, là sự lắng nghe, là sự đồng cảm, là sự thấu hiểu. Thế nên là chúng ta sẽ rất là dễ dàng giao tiếp với những người có con số mà tương tác số 2. Nhưng mà điều này có nghĩa là gì? Nếu chúng ta biết được con của chúng ta, sếp của chúng ta, đồng nghiệp của chúng ta có cái phong cách giao tiếp tương tác con số 2 thì các ba mẹ thân mến, chúng ta hãy nói chuyện nhẹ nhàng với họ thôi. Chúng ta không thể nói chuyện theo cái kiểu là áp đặt được, cũng giống như con số 1 vậy. Đã con số 1 thì vì họ lại là tướng, họ muốn phong cách giao tiếp là chỉ đạo chỉ huy, thì những người tướng họ lại cũng không thích người khác áp đặt. Nhưng mà người con số 2 thì họ cũng giao tiếp theo phong cách là nhẹ nhàng, thế nên là họ lại cũng rất cần những người xung quanh là giao tiếp nhẹ nhàng với họ. Hai con số này đều phải có, chúng ta muốn tương hợp được hai con số này chúng ta đều phải giao tiếp như thế. Nhưng mà nếu như con số 3 hay số 4 thì lại câu chuyện khác, thì tí nữa hoặc là video tiếp theo mẹ hẹn sẽ hướng dẫn cho các ba mẹ nha. Vậy thì chúng ta hiểu rằng là gì? Khi mà gặp em bé có chỉ số tương tác 2, hay chồng vợ hay chính chúng ta là con số 2, chúng ta muốn giao tiếp thế nào cho em bé số 2 hay chồng vợ chúng ta có con số 2 được cảm giác thấy là quân bình về mặt năng lượng, thì các ba mẹ thân mến này, cứ thủ thỉ cho mẹ hẹn, cứ nhẹ nhàng cho mẹ hẹn, giao việc một cách rất là ngọt ngào cho mẹ hẹn, giao việc một cách rất là nhẹ nhàng, hãy luôn ôm họ vào lòng. Hay là con của chúng ta thì mẹ yêu con và mẹ rất là thương con, mẹ rất là biết ơn con nhé, con của mẹ là cô bé rất là ngoan, với những ngôn ngữ rất là nhẹ nhàng, thủ thỉ, yêu thương như thế thì sẽ rất là hợp tai với em bé có con số tương tác số 2. Và các ba mẹ thân mến, với những người mà có tương tác số 2 thì chúng ta cần phải giao tiếp nhẹ nhàng thôi, hãy đồng cảm lắng nghe với họ. Và nếu như chúng ta muốn chút bầu tâm sự gì đó đó, hãy cứ đến cái người có tương tác số 2 và chút bầu tâm sự. Bởi vì vốn dĩ họ là người có khả năng lắng nghe rất là tốt, họ có sự đồng điệu, thế nên họ có mặt và có sự giao thoa về mặt năng lượng cực kỳ tốt với chúng ta. Thế nên là hãy cứ tìm gặp những người con số 2 để chút bầu tâm sự, họ chắc chắn sẽ là một điểm tựa tinh thần cho chúng
chúng ta rất là nhiều. Và rất là chúc mừng cho các ba mẹ và các con của các ba mẹ có chỉ số tương tác số 2 như thế này. Và các ba mẹ thân mến, hãy cứ nhớ cho mẹ hệ là con số 2 nó giống như hình ảnh của những dòng suối êm đềm, nhẹ nhàng, linh hoạt, chỗ nào cũng có thể trôi được, đúng không ạ? Và họ là những con người rất là hợp tác, luôn hướng tới cái sự tập thể chứ không mang tính chất cá nhân. Với những người con số 2, khi mà họ có phong cách tương tác này thì họ đi đâu họ cũng được mọi người cảm giác thấy là họ hiền hòa, đi đâu họ cũng cảm giác thấy là họ là những người rất là dễ mến. Nhưng mà cũng có những cha mẹ sẽ thắc mắc là sao em có chỉ số tương tác này nhưng em lại không được thể hiện những điều giống như mẹ hẹn vừa mới chia sẻ. Thì mẹ hẹn phải nói này, trong bài số học của chúng ta có 20 chỉ số. Chỉ số tương tác nó chỉ là một thôi. Nếu như đường đời của chúng ta số 1 hay là đường đời là số 1 và số 8, và các chỉ số như tư duy cảm xúc là số 1, số 8, hay là thái độ là số 1, số 8, hay là sứ mệnh là số 1, số 8, hay ngày sinh là số 1, số 8 ạ, và rất là nhiều con số 1 và 8, thì nói thật với các ba mẹ rằng là giống như kiểu là nước mặn với lại nước ngọt đó, thì chắc chắn nước mặn luôn luôn thắng nếu như tỷ lệ của nó là trung bình. Chưa kể nếu như cái phần nước mặn lại mặn hơn thì chắc chắn nó sẽ nổi trội hơn. Nên kể cả các ba mẹ có chỉ số tương tác số 2 trăm nữa, nhưng trong bài số học của chúng ta có rất là nhiều các chỉ số như số 1, số 8, rất là nhiều các chỉ số đó, hay con số 7 nữa cũng vậy ạ. Thì các ba mẹ thân mến, chắc chắn rồi, chúng ta sẽ không thể hiện được hết cái điều này ra. Nhưng chúng ta phải biết là chúng ta có chỉ số nào. Vậy thì chúng ta rèn để chúng ta đưa về cái chỉ số mà chúng ta có. Ví dụ chúng ta biết rõ rằng chúng ta có chỉ số 2 tương tác như thế, thì các ba mẹ đừng ngần ngại, luôn nhắc nhở mình, cài đặt niềm tin cho mình là mình là một sứ giả của hòa bình. Mình tương tác nhẹ nhàng, mình tương tác uyển chuyển, mình thấu hiểu, mình lắng nghe, mình đồng cảm. Mình là một người rất là thân thiện hòa đồng, mình là một người rất là khéo léo trong thuyết phục và giao tiếp. Hãy cài đặt tiềm thức và nhắc nhở cho mình để chúng ta được trở về với đích thực con người của chúng ta. Không có phương pháp thì người tài cũng lỗi, nhưng có phương pháp thì người bình thường cũng trở nên phi thường. Và đương nhiên trong cái cuốn sách mà con bạn hạnh phúc nhất là điều gì, mẹ hệ cũng đã kích hoạt cho chúng ta bằng 5 giải pháp để làm cho những em bé số 2 được xuất chúng lên ở cái sự lắng nghe, thấu hiểu, đồng cảm và mở rộng với trái tim yêu thương ra các ba mẹ nhé. Thế nên là các ba mẹ hoàn toàn có thể xem những cái giải pháp của mẹ hệ ở trong cuốn sách này, cũng như cô Hải Lý đã chấp bút để viết trong 1 năm qua về cái cuốn sách con bạn hạnh phúc nhất là điều gì. Và các ba mẹ thân mến, như vậy là chúng ta sẽ chào tạm biệt các ba mẹ ở đây và hẹn gặp lại các ba mẹ vào video tiếp theo với các chỉ số tiếp theo của số học ứng dụng Pythagore. Xin chào và hẹn gặp lại các ba mẹ, và đừng quên đăng ký kênh YouTube Nguyễn Thị Hệ, nhấn nút like hoặc chia sẻ cái kênh YouTube này. Đó cũng chính là một cái sự động viên để mẹ Hệ cũng như ekip có thể hỗ trợ các ba mẹ nhiều hơn nữa các ba mẹ nhé. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.